Thưa quý vị, thưa các bạn, then là hình thức sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng phổ biến ở các bản của người Tày, Nùng, Thái ở vùng núi phía Bắc. Then có nguồn gốc từ lâu đời. Trải qua hàng trăm năm, tín ngưỡng này vẫn tồn tại và phát triển trong đời sống của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái như một sự minh chứng cho sức mạnh trường tồn của tinh thần bản sắc dân tộc. Di sản thực hành then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam cũng đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình ca nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số làn điệu then lượn của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Kiến tạo mừng từ đời vua Lê Vương thị vi thiên hạ khắp mọi tí ăn năn tiếp thong ăn hà vằn chiếu chỉ quang minh khắp mọi tí tư phương bố chắc bi chắc bươn vằn khắp hà vằn khẩn lóng lóng nưa bồn ăn khẩn thêm ăn a lộng phòng quá thảo mộc tặng chắc cả nhà hai đường đức vua ngự đền vương phan khả thì này tặng thiên hạ khôn thơ lầu vẫy bắn hà vằn đầy bố bách quan liền khâu hầu già vơ trăng sai cần óc bắn mưa mền phà nhặng tắm bay thùng đích chỉ bắn bớt cung liền men hà vằn điền tặng tánh lao sao biến hoa óc bên đào thầy thầy đích chỉ thật bắn đầy thịt ăn nhặng mì thế thông ăn bay bắn ăn nưng ni lộng nằm hái đông ăn nưng ấn phong vân phá đao phá liền đâm bô lung thiên hà hắc chuôn cũng buồn lai bách vật hề mò vài bết cây khẩu luận thứ ti này tham vần chẳng hử cây bay khăn liếp lò tuy chiều huyền nằm thong quang quầy to tua cây bên tây bâu đầy tàng nguyên điếp đơ thấy bơ vơ ở cánh tây hết lửa khám nằm ở cây bên cứ na rặng tành lăng bên cây càng đuổi cắn lũy loài chúc lử khỏi phật khay tèn công ở ơi là bên cây chùa cắn lồng khám nằm cây tóc bi cứ na rặng tành lăng cất tiếng cây liền khăn răng răng ha vằn du tợ nằm đầy hình đồng lồng thân long tinh thủy phủ đức vua cần khấn ngự đây hắn đầy hình tiếng cây khăn lộng lót ha vằn ân theo móc phương đông ngọc thọ xuất khai trường như câu thiên hạ khỏi lo thấu buồn sâm tự thế và nưa bôn đung tỏa tham tích vằn chăng gà hết bươn nhất là vì thái lương triệu chi trang khẩn là giờ tí vi chuồng ơ ơi là ngoặt là vì thái âm hành đã vua nhiều trăng phán gà lịch niên lục giáp phân tam nguyên nhâm quý
Ất Bình Đinh Mậu Kỷ Canh Tân, Phân Xuân Hạ Thu Đông Tử Quý, Trăng Đặt Mì Địa Lý Thiên Văn, Trăng Đặt Mì Khân Văn Nhất La. Thank you.
cơn nhạc lặn khó. Thank you.
trăng xuống nhòm cửa bác đòi thơ. Bác bận quá trăng ơi hãy đợi thơ bác Hồ chỉ lối ta đi. Chào đàn cháu lại ghi nỗi tiếc mơ ơi. Nàng trăng âu yếm thiên tha trắng nhỏ hòm bạc biến dân ca độc lập ngoài sông trăng chiều khắp bốn phương. Thơ bác Hồ chỉ lối ta đi. Cháu đàn cháu lại ghi nỗi tiếc à ơi. Trăng soi bước chân người chiến sĩ đi trên đường vang bát ngát tiếng đàn. Lời bác ơi mong sum họp Bắc Nam đi trang thành. Ơi, con xin hoàn bài thank you.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với 22 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng bào dân tộc Tày bằng những làn điệu then lượn riêng có đã góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa trên địa bàn. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.